Thưa quý vị, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tiếp tục trả lời chất vấn tại Hội trường Quốc hội, trong đó đã thông tin nhiều nội dung về công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, vấn đề đăng kiểm xe cơ giới và chất lượng công tác thanh tra về đăng kiểm trong thời gian qua. Trong đó đặt vấn đề làm thế nào để hoạt động đăng kiểm đảm bảo ổn định, đúng pháp luật, không rơi vào tình trạng như trong thời gian vừa qua. Vấn đề về chất lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác thanh kiểm tra hoạt động đăng kiểm nên để xảy ra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Trong thời gian tới, Bộ sẽ có giải pháp cụ thể đồng bộ để làm tốt hơn nữa công tác quản lý đăng kiểm. Với những chất vấn của đại biểu về chi phí vận tải, logistics, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, đầu tư phát triển các cảng, trung tâm logistics để đẩy mạnh các phương tiện vận tải đa phương thức. Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã kết thúc trong sáng nay với 112 đại biểu đăng ký. Trong đó trực tiếp có 20 đại biểu đặt câu hỏi, 17 đại biểu tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn diễn ra rất sôi nổi. Các đại biểu Quốc hội đã bám sát nội dung chất vấn, rất tích cực đeo bám tranh luận để làm rõ thực trạng và trách nhiệm. Bộ trưởng tuy nhận nhiệm vụ chưa lâu nhưng nắm vững các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn, nhìn nhận các tồn tại, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp của ngành giao thông vận tải trong thời gian qua. Theo đó, đã hoàn thành 4 trên 5 quy hoạch ngành, đưa vào khai thác 566 km cao tốc phía Đông giai đoạn 1. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, việc tổ chức triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia còn chưa đạt yêu cầu, giải ngân đầu tư công rất chậm. Các hình thức PPP và quy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông còn rất hạn chế, chưa có giải pháp giải quyết căn bản tồn động vướng mắc của một số dự án BOT. Thì chúng ta đã nói là phát huy các cái nguồn lực xã hội, nhưng mà gần đây thì cái xu hướng mà chuyển từ PPP mà sang đầu tư công lại nhiều. Hầu như là không có cái dự án nào lớn mà chúng ta sử dụng hình thức đầu tư tư nhân cả. Kể cả dự án quốc lộ giai đoạn phía Đông giai đoạn 2 và một số các cái dự án quan trọng khác. Thì đáng lẽ là đầu tư theo PPP chúng ta lại chuyển sang đầu tư công. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta phải rất lưu ý trong cái giai đoạn tới đây. Còn có những dự án, những tuyến đường rất đầu tư, cần đầu tư bằng đầu tư công như là Trân Thành Giang Nghĩa thì lại chúng ta lại chưa tổ chức đầu tư được cái nội dung này. Kết nối cả cái Tây Nguyên xuống đến miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Những cái dự án này thì xứng đáng là phải được đầu tư bằng đầu tư công thì chúng ta lại chưa triển khai được. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Bộ Giao thông đã để xảy ra tình trạng tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phạm vi rộng, thời gian dài trong hoạt động đăng kiểm chưa được chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời. Việc đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý lái xe sau cấp phép còn nhiều bất cập và yếu kém. Bộ Giao thông cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm những bất cập này. Đây cũng là điều nhiều đại biểu mong muốn. Tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách. Trước hết và trọng điểm là lĩnh vực đăng kiểm, rồi đào tạo cấp phép lái xe v.v. Tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ đăng kiểm, tập trung khắc phục tình trạng đình trệ trong hoạt động đăng kiểm, xử lý triệt để các sai phạm và sớm đưa hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường, chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi bổ sung quy định pháp luật, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện về nội dung phương pháp đào tạo, các tiêu chuẩn điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người không đủ năng lực hành vi sức khỏe, nghiên cứu giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo